tân ước nhìn lên trăng, thầm hỏi trăng mấy tuổi. Trăng mấy tuổi mà người ta thường gọi là trăng già. Còn núi kia, núi kia bao nhiêu tuổi mà người ta gọi là núi non. Cười cho này cái kiếp con người, sanh ra này để khóc chứ để cười để đau. Cười cho này những tiếng lao đao. Quên rồi. Thay nhau mà báo đền. Quên lời. Lộn lời. Nâng ly lên đi anh, nâng ly lên đi rồi nghe tôi nói. Bữa nay tôi không có nói cái chuyện thường tình bé nhỏ, mà tôi sẽ kể cho các anh chị nghe những câu chuyện bắt đầu bằng chữ cái và chữ con nha. Thí dụ như cái nôi của tôi nằm để cái lỗ tai ấu trĩ của tôi nó được nghe mấy cái giọng ngọt ngào ru con của mẹ. Rồi cái nồi, cái niêu, cái lò, cái chao, cái bầu sữa mẹ, cái chén ăn cơm đã nuôi dưỡng cái tâm thân tôi thành cái kiếp con người. Để không thấy được mấy cái tiếng vỗ tay và nhận được mấy cái nụ cười. Cái chân để đi, còn cái nhà thì để ở. Cái nón để che nắng trên đầu, còn cái áo thì để mặc cho ấm cái tâm thân. Ôi cái ghế, cái bàn, cái dĩa, cái ly, cái chai rượu nồng nó nằm kề bên cây cốc. Những gì mà tôi gọi bằng cái thì nó thường mang cái tính chất vô tri. Nhưng chỉ có cái đầu là nhầm và nhằn giấc già. Lâu cao quá. Amen. Nhưng mà trời sanh ra cái đầu á thì để nó suy nghĩ lung tung vậy, chứ có gì mà anh than là nó nhọc nhằn vất vả, đúng không? Thôi bây giờ tôi mời mấy anh hãy nâng cái ly lên đi, nâng cái ly lên đi để chúng ta cùng uống để quên những tình sầu bé nhỏ. Hãy mượn tủ bôi mà giải phá thành sầu. Chắc ông bạn kia cũng cười tôi lại sao lại đi ăn nói cơ cầu. Các bạn nghĩ coi, trong khi tôi kêu là cái ly, có cha kia đã bảo là cái cốc. Tại sao chúng mình không nhìn có tiếng mình có khác màu da đâu? Anh nghiêng bái xa xôi, còn tôi thì cà mau mũi đốt. Sao mình không ăn nương nhau bằng tình để huynh thủ túc, mà ta lại đi có cái nhìn nghi kỵ của cái tuổi múc xì cu. Sáo luôn, chơi luôn, không cần nghiệp luôn, chơi rap luôn. Thưa quý vị và các bạn, tôi biết chắc ở trong cái bàn tiệc, mấy bàn tiệc bữa nay, ai cũng biết nặng nhất là con voi, mà nhẹ nhàng là con muỗi. Vậy mà ai cũng ghê con muỗi, ai
mến con voi. Đó là tôi chưa kể nghe mấy chú muỗi trong hố bò Dương Minh Châu trong rừng mà nó bay ra thành phố Sài Gòn. Bay tới đâu cũng chỉ để chích thuốc lấy máu người, rồi nó phình to bụng phệ mặt nào nấy, bây giờ nó căng tròn bốn lưỡng giống như tha mỡ heo. Bởi vậy cho nên con trâu nó mới buồn, con ngựa nó mới đau. Vậy mà con đười ươi nó nở nào, nhai hàm răng cười ngáo nghe. Còn con ngó nó hoang lô mừng chiến công sập bể, ngắm con gấu nó lấy quay đàn nuốt trợn mấy con mồi. Không được giải tuôn, tôi nghĩ đó là chuyện của đất trời. Nhưng mà chị có con gà là hồn nhiên mổ thóc, nghe giám đốc chứ không dám làm. Chị đứng ngoài dòng chiến đập cánh mà gái ỏ o. Loài động vật nào cũng yêu thích tự do, từ con chuột con heo đến hùng béo sư tử. Nhưng mà sống sang nhất phải nói là con mèo với con chó, thấy không? Sống sang nhất là chỉ có hai đứa nó, chúng được thức ăn ngon lại còn có áo mặc lúc đông về. Tôi nói đây là tôi nói mấy chú chó mấy chú mèo bên mấy cái nước giàu có văn minh đó. Chứ còn bên nước mình nghe quý vị, con nào cũng giống con nấy. Đó là tôi chưa nói mấy chú chó mấy chú mèo bên đây còn được người ta cưng tương tiêu nựng niệu cưng chiều vuốt ve hôn hít, được đặt cho cái tên này tên nọ chứ nghe mà phát ngứa cái lỗ tai. Thí dụ như con chó thì phải con chó Lucy, mà chú mèo không biết. Đi đâu cũng được kẻ hạ người thầu, kể cả trong lúc cô chú nó đi làm vệ sinh. Hãy ấm đầu sổ mũi chút là có bác sĩ kề cận bên, nào là chích hoa xo bóp. Anh ba rồi giờ tôi anh thử ném những cặp mắt đủ môi men của tụi mình về phía chân mây của trời Nam đất Việt. Anh 80 sẽ cùng một chữ con, mà suốt đời là phải chịu đói nghèo khốn khổ, chịu nhốt trong lòng bị tước đoạt cả tự do. Thì tôi thử hỏi anh, con chó bên này và con người bên đất Việt tạo quá sanh ra chi mà lại đi đặt để chẳng có công bằng. Anh 8 à, nói thiệt em nhậu lần này em sẽ không bao giờ nhậu nữa. Em sẽ dành dụm chút đỉnh tiền để góp phần vào phong trào một quốc, để cứu để nâng những con người trên đất Việt được sống an nhàn như mấy chú chó bên này.